Mình chơi nói từ xíu đi nha mọi người ơi. Phiêu lưu, lưu 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 trữ, trữ kim, kim loại, loại bỏ, bỏ đi, đi được, 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 được chưa? Không được, được chưa là câu hỏi rồi. Được không cũng là câu hỏi. Được đó, không được đó ạ. Được chưa? Không được chưa luôn. Được lòng, lòng lợn, lợn nái. Tốt số, số phận. Phận bạc. Cảm ơn bạn Phan Thành Phúc nha, cảm ơn em. Bạc mệnh, mệnh danh, danh từ. Sao anh không đăng ký bên West? Từ dịch, bên dịch đó thuật, còn mấy trăm mà không biết đi em thuật số, cho ai? Số phận. Anh là sao? Có, bởi vì anh là đầu. Anh không có xài weekend đâu, anh chỉ xài kiểu như là từ sữa không anh ơ. Trời ơi, kẹo Mikita làm từ sữa là bao nhiêu phần trăm thôi đó. Ủa? Cái này là cái gì? Thì quyền hành. Đúng. Cái này là cuộc đi chứ đi cuộc là cái gì? Cuộc đi là cái gì ta? Vòng 2. Làm sao mà ráp hết mấy cái từ này sao cho nó có nghĩa nè. Điển tâm. Điển tâm là cái gì? Tiếng. Danh tiếng. Trứ. Trứ gì? Trứ danh chứ. Từ trứ. Trứ vi. Trứ tấm. Tấm trứ. Từ vi. Điển vi. Ủa quên, điển vi là tên của ông thời Tam Quốc mà. Từ điển. Đồ này sai rồi. Chơi lại rồi, hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Vậy là bây giờ là chúng ta phải làm sao mà chúng ta qua được nhiều cái này nè. Cái này cái kia. Để tắt donate nha, để từ từ để tôi tập trung tôi chơi coi. Vòng 1 thì nó sẽ là ngăn trở và phận sự. Đúng. Cái này từ tráng thì chúng ta có cái gì? Có từ tráng kiện, không gian. Thật gì ta? Quả thật và thí dụ, đúng không? Kiện tráng. Kiện tráng không có à? Mày giỡn mặt với tao hả? Thí dụ, không gian. Khoan đã. À vậy là tráng kiện rồi. Tráng kiện. Ủa má, từ kiện tráng có nghĩa mà. Nè mấy ông coi nè, kiện tráng. Tráng kiện mới đúng chứ kiện tráng không có hả? Nhìn nó ngu ác luôn á. Quả thật. Rồi số 3. Bây giờ ghép làm sao mà cho nó đúng hết nha. Chúng ta sẽ có là thái công, đúng không? Thái công nè. Thái công. Kinh. Kinh gì? Kinh giả hả? Từ từ cái. Ví dụ giờ mình có thái nè. Cái từ nghiệm này thì chắc chắn chỉ có thể đi với lại kinh nghiệm thôi. Số thù. Thù gì ta? Giả thù hả? Không phải. Thù gì ta? Thái gì ta? Thái độ. Thái. Thái nhiều, thái chống, thái công, thái thù, thái thiết. Thái số là có thái độ là đúng nè. Thù gì? Giả thiết, đúng. Đi với giả thiết. Chờ. Mong chờ. Hình thù. Đúng. Số nhiều. Công bố, chống lại. Đúng rồi, số nhiều. Công bố, chống lại.
Hay. Bây giờ bắt đầu nhiều hơn nè. Nhưng mà phải làm sao ghép, làm sao cho mấy cái từ cuối cùng nó phải còn nghĩa nha, chứ không là thua đó. Nghị, kiến nghị không? Không có kiến nghị hả? Xét cơ. Êm, êm hả? Êm thì chắc chắn là đềm rồi. Êm đềm. Hiệu thì đi với lại quả đúng không? Hiệu quả. Trực giác nè. Không có trực giác, vậy là trực tiếp. Chủ mưu, không có chủ mưu. Chủ vật. Chủ, chủ cờ. Chủ điệu, chủ điều. À, chủ đề. Hiệu nghị là cái gì ta? Có hiệu nghị không mọi người? Hiệu hả? Hiệu lệnh, hiệu ra, hứa, hiệu xét. Hiệu xét là cái gì? Chắc chắn. Nè, chắc chắn nè. Chắc chắn. À, cờ hiệu. Đúng. Mang ra. Xem xét. Chết gì trời. Chẳng lẽ là giết chết. Lấy cái từ gì mà ác độc vậy? Nhân vật. Điều hứa. Gỗ tùng. Không 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 không, chết tôi rồi. Chết tôi rồi. Bây giờ tôi làm sao mà giờ còn có 6 từ này, làm sao tôi ghép được 3 từ có nghĩa này ta? Nghị chia là cái gì? Điều nghị có không? Điều nghị có không ta? Rồi cái hứa chia là chia hứa hay điều nghị? Không có điều nghị. Điều hứa hả? Chia nghị. Không có điều nghị ạ. Điều hứa là cái gì? Nó cũng đâu có điều hứa đâu. Rồi nghị chia, cái này là gỗ tùng chắc rồi nè. Không có chia đều. Chia đều mới đúng. Này sai chính tả. Thua. Thua. Mà là tới đó mà thua. Điều hứa không có nghĩa. Cái đó mình không có lấy được. Nhưng mà đáng lý là mình phải xếp làm sao. Mình phải chia. Mình phải chia làm sao lại để cho nó có nghĩa đó. À, tĩnh mịch. Đúng rồi. Ý nói. Tĩnh mịch, tĩnh mịch. Không nghĩ ra từ tĩnh mịch luôn. Máu quên luôn. Khủng khiếp. Đồng ý. Phía kia. Hả? Phía trong, bên kia. Thường xuyên. Chắc hẳn. Truyền thuyết. Đầu tiên. Giấc ngủ. Chỉ dẫn.
chắc mẹ. Hiếm đạt, hiếm có, à hiếm có. Học đạt, đạt học. Què gì vậy trời. Mình lại ghép làm sao nó không có nghĩa nữa rồi. Ê, cái này được á. Phương pháp hao tổn. Nghệ sĩ thân thiện. Sửa soạn sau cùng. Trống. Thời gian. Trống không nè. Trống không. Tục. Tục gì ta? Hợp phúc. Phúc hợp. Hả? Không có phúc hợp hả? Không có phúc hợp hả? Ê? À bên trong mới đúng. Trong bên là cái gì? Tiếp tục. Trống không. Hợp hành. Tập tục. Tập tục. Hợp hành. Trống không. Có là có. Vì có. Đúng là. Đúng là. Thì mình sẽ còn từ. Từ phúc, từ tiếp, từ vi, từ có. Vi phúc là cái gì? Tiếp vi cũng không nè. Tập hợp. Ờ từ tập này đi với được. Từ tập này đi với hợp được. Mà từ tập này đi với tục cũng được. Cho nên là mình phải từ từ, từ từ. Tập tục thì còn hợp. Hợp thì hợp gì? Tục hành đâu có đâu đúng không? Đâu có từ hành tục đâu. À hành vi. Đúng. Hành vi. Nai sư. Có phúc. Đúng. Đúng là. Đúng. Tập hợp. Tiếp tục và trống không. Đúng chưa? Hên đó. Hên. Hên là cái ông nào ông chát cái từ hành vi á. Cái hay á. Cái ông nào chỉ tôi cái từ hành vi đó là quá hay luôn. Quá hay. Good good good. Rồi tới màn 4 nè. Từ thích tiếng đi ha. Bảo mình đi từ hòa chứ đi. Từ hòa thì mình sẽ có thể đi với lại từ nào? Hòa bình. Hòa bình. Chứ mỗi hòa bình đó đúng không? Đây cũng có hai chữ bình luôn nè. Thôi lấy từ thích chứ hòa đi. Lấy hòa bình trước đi ha. Hòa bình. Hòa tan hả? Hình như đâu có từ tan đâu, nó chỉ có từ tàn, từ tán thôi à. Lấy hòa bình trước đi nha. Từ tả hả? Từ tả này chắc là đi với lại từ què nè. Tả què. Diễn tả. Diễn tả. Thái hả? Thái đi với bình. Thái này đi với lại thái. Thái cơ. Không, thái cơ là tướng rồi. Thái phá, thái cứu, thái tán, thái sở, thái thừa, thái chứng. Thái bình. Tàn phá. Tàn thì đi với sát cũng được. Mà tàn đi với phá cũng được. Mà từ sát này thì phải đi với cái từ gì? Từ sát này không đi được với từ gì hết. Chỉ có mỗi tàn sát thôi. Đúng không? Cho nên là không có lấy cái từ phá này được. Không có lấy từ phá này đi với từ tàn này được. Mà từ sát này chắc chắn chỉ mỗi cái này thôi. Phần. Phần cuối. Hoang tàn. Sở thích.
cơ sở trong trong gì đó, từ trong này nhá. Từ trong này chết mẹ rồi, từ trong này còn đi với từ nào được đây mọi người? Từ trong này còn đi được với từ nào nữa vậy? Ở trên đây từ trong này còn đi được với từ nào ta? Tôi quan tâm chứ đâu có đâu. Ủa cái từ trong nó vậy đi với từ nào ta? Sát cơ được không ông già? Hình như là không á, cơ sở trước đi. Cái từ cơ sở hả? Cái từ sở, cái từ cơ sở hả? Từ sở này cũng đi được với sở thích nè, cũng này cũng đi được với cơ nè. À phần trong hả? Phần trong là cái gì ta? Ờ à, đúng rồi, phần trong được. Phần trong, phần ngoài, hợp lý. Tán thành. Tàn thì phải đi với xác. Từ từ nha. Tàn xác, cơ sở, thừa nhận, chứng tỏ. Từ từ. Từ từ cái. Tàn xác, cơ sở, thừa nhận, chứng tỏ. Thì mình còn từ nào ta? Mình còn từ phá, từ hơn, từ thích, với lại từ quan. Tàn phá hả? Tàn phá vậy từ sở đi với cái nào? Không, từ tàn phá rồi vậy từ xác đi với từ nào? Xác nhận hả? Không, xác nhận kia mới đúng. Phá gì trời? Má khó nha. Từ quan này đi với xác đi, thì chúng ta sẽ có quan sát, sở thích, tàn hơn. Quan sát này cũng được nè. Từ từ, từ từ cái mấy ông ơi, từ từ cái, từ từ. Nay mình lấy từ thừa nhận đi. Chứng này thì có thể đi với lại chứng chứng gì, chứng tỏ. Ừ, từ thích đi với từ hơn. Ơi, từ thích đi với từ hơn được, thích hơn. Chứng nhận. Tàn sát. Cơ sở. Vậy phá tỏ là cái gì? Tỏ phá là cái gì? Giờ là thích hơn được nè. Thích hơn trước đi. Rồi. Chứng tỏ, đúng không? Từ chứng với từ tỏ. Đúng rồi. Ơi được rồi nè, chứng tỏ. Chứng tỏ tàn phá. Tàn phá, thừa nhận, cơ sở, quan sát. Đúng. Tàn phá, cơ sở, thừa nhận. Trời ơi, trời ơi là trời, hay quá. Không, tính ra là sẽ có nhiều cái để mình giải á, nhưng mà nếu như mà mình lấy mấy cái từ đó mất rồi á thì mình sẽ không có cái từ, đúng không? Đúng không? Nếu mà mình bị mất luôn là mình sẽ không còn cái từ nào để mình nhìn ra được nữa hết trơn á. Nhiều mà, cái lúc mà mình nhiều nhiều, nhưng mà phần lớn là chúng ta chơi nhiều cái đầu mà, quá nhiều cái đầu. Thuyết, lấy mấy cái từ khó trước đi. Thuyết này thì chúng ta sẽ có là thuyết pháp. Hoang hả? Phương. Mẫu nè, từ mẫu này nè. Nguyên mẫu, có nguyên mẫu không? Mẫu hậu. Măng. Ôi, từ măng hả? Măng này thì đi với cái gì trời? Cái từ măng này là không có cái nào luôn nè. Mấy ông, cây măng hả ta? Cây măng hả? Chứ cái măng này đi với cái nào trời? Chồi măng hả? Chồi hả? Có chồi không? Ờ, chồi măng. Cây măng cũng được, đều được hết. Cứ từ từ đi, không sao. Lấy quan sát đi.
mẫu mảnh viện gì viện cớ kéo đi lỗi cây diễn tả hân hoan xảy ơi xảy ra mới đúng chứ xảy học là cái gì xảy ra nhận xét học gì học viện phương lầm phương là cái gì đổi phương trời không cái phương ngữ của dài phương không phương nới lỏng không cái từ lỏng này để từ từ đã để dành để đi mấy cái từ nào nhiều mình lấy trước còn mấy cái từ nào ít ít mình để lại tại nó biết đâu nó còn ghép với cái từ khác được mặc ai ơi không có được hả học ai nó không được luôn à chồi măng không có chồi măng luôn phải lấy chồi cây măng thì còn măng gì má tôi cũng nghĩ là cái cây măng nó không có đó thôi tính ra là mình đi xa lắm luôn rồi đó mình đi xa cực kỳ luôn nhưng mà tới cái dòng đó nó khó quá cây măng mà nó cũng không có luôn chồi măng nó cũng không có luôn cây măng chồi măng đều không tính hết ác quá mà nó ác quá cây măng chồi măng đều không không phải là đáp án của cái game thì chúng ta chịu. I've been cold for so long. One touch.